Rồi khi ấy Bồ Tát Đại Huệ đã bạch Phật: Thế Tôn, cúi sinh vì nói, cúi sinh vì con và các Bồ Tát nói tướng tông thông. Nếu khéo phân biệt tướng tông thông, con và các Bồ Tát thông đạt tướng ấy, thông đạt tướng ấy rồi, chống thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng theo giác tưởng và chúng ma ngoại đạo. Ở đây Bồ Tát Đại Huệ bây giờ ngài lại thưa hỏi về cái tướng tâm thông, không? Ở trên kia là nói về chấp quá chấp không, không? Thì đó gọi là hí luận, nói rõ đó còn hí luận thôi bên ngoài thôi. Thì bây giờ hỏi đến cái chỗ gọi là tâm thông, tâm thông tức là sao? Tâm thông tức là thông vào cái chỗ tự chứng, tự giác đó, cho nên gọi là tâm thông. Không? Thông vào cái chỗ tự chứng giác thì mới vượt qua cảnh giới giác tưởng, hư vọng và những cái tà kiến của chúng ma ngoại đạo, tức là không còn chấp có chấp không. Không? À. Cho nên theo bản sư ghi thì là Bồ Tát ngài thưa thỉnh rất là thành khẩn. Tức là bây giờ Bồ Tát Mahamati đã thỉnh bạch Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, xin ngài vạch rõ cho con. Hỡi đấng thiện đại, xin ngài vạch rõ cho con. Hỡi đấng Như Lai, đấng toàn giác, xin ngài vạch rõ cho con. Hỡi đấng tối thắng, xin ngài nói cho con biết thế nào là sự thể chứng mà nhờ đó con và chư Bồ Tát Mahamati khác một khi đã hoàn toàn thành thục với ý nghĩa của nó, có thể nhanh chóng đạt được sự chứng ngộ tối thượng, và một khi tin cậy vào chính mình sẽ không bị bất cứ lý luận và triết lý nào dẫn đi xa. Nên tức là đạt được cái chỗ tâm thông đó là không còn bị những cái ngôn ngữ nó lừa nữa. Mà ngài ở đây ngài hỏi, ngài thưa hỏi rất là thành khẩn, bởi vì đây là cái chỗ sâu xa, chỗ tự chứng mà tâm thông mà. Cho nên mình nghe là ngài thưa hỏi đó, bạch Thế Tôn, xin ngài vạch rõ cho con. Rồi hỡi đấng thiện tệ, xin ngài vạch rõ cho con. Rồi hỡi đấng Như Lai, đấng toàn giác, xin ngài vạch rõ cho con. Hỡi đấng tối thắng, xin ngài nói cho con biết. Nghe không? Đó là hết sức là thành khẩn. Ở đây Phật mới chỉ nè, Phật bảo Đại Huệ lắng nghe, lắng nghe khéo suy nghĩ đó sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Tất cả thanh văn, duyên giác, Bồ Tát có hai thứ tướng thông, nghĩa là tông thông và thuyết thông. Bồ Tát Đại Huệ thì ngài chỉ hỏi về tông thông thôi, nhưng mà khi đáp thì Phật đáp luôn cả hai thứ tâm thông và thuyết thông, không cho nghe, gọi là không cho nghiêng một bên. Bởi vì nghiêng bên thì cũng còn bị ngại, mình chỉ kẹt bên tâm thông mà không thuyết thông thì cũng còn bị ngại. Đó. Tức là vậy thì thiếu phương tiện giáo hóa. Cho nên Phật đáp cả hai. Thì trong bản đời đường á, thì dịch tâm thông là pháp tướng tâm thú, còn thuyết thông á là pháp tướng ngôn thuyết, vậy tức là pháp tướng về tâm thú, pháp tướng về ngôn thuyết, thì ngài Hàm Thị ngài giải thích là đến tột cái tự tánh là tâm, còn viên dung chẳng hai là thông. Còn tùy cơ mà hiển bài, chẳng kẹt nơi quyền giáo thì gọi là thuyết thông. Thuyết thông tức là mình gọi là hiểu rõ những cái phương tiện ngôn giáo lý đó, nhưng mà không có mắc kẹt, biết đó là phương tiện, cho nên là dùng nó mà không kẹt mắc kẹt, cho nên gọi là thông. Còn mình mắc kẹt thì không gọi là thông. Thì Bồ Tát được hai cái pháp này thì tự thành cho mình và làm thành cho người,
không có rơi vào cảnh giới gọi là ma ngoại giác tưởng, thấy không? Cho nên đây là phải học, thấy không? Đây Phật mới chỉ ra từng cái, thấy không? Đại Huệ tông thông là duyên tự duyên tướng tự đắc thắng tiến, xa lìa ngôn thuyết văn tự vọng tưởng, đến vô lậu giới tự giác địa tự tướng, xa lìa tất cả hư vọng giác tưởng, hàng phục tất cả ngoại đạo chúng ma, duyên tự giác thú hào quang phát sáng, ấy gọi là tướng tâm thông. Thì cái tướng tâm thông á, về nói về tâm thông á là sao? Đạt đến cái chỗ gọi là chân thật tự giác tự chứng. Cho nên nói là duyên tướng tự đắc thắng tiến, gọi là duyên nơi tướng tự đắc thắng tiến, tức là cái chỗ tự giác tự chứng. Tức là tiến đến cái chỗ tự giác tự chứng đó. Thì cái chỗ đó là sao? Chỗ đó là ngôn ngữ không nói đến được. Cái chỗ mà gọi là tự giác tự chứng đó thì làm sao nói? Cho nên gọi là trong cái thiền gọi là sao? Đến đó là sao? Gọi là như người uống nước lạnh nóng tự biết thôi. Chứ làm sao mà nói? Cho nên gọi là lìa ngôn ngữ. Bởi vậy mà đây gọi là xa lìa ngôn thuyết văn tự vọng tưởng, thấy không? Xa lìa ngôn thuyết văn tự vọng tưởng tức là xa lìa những cái phân biệt về ngôn thuyết văn tự đó, tức vượt qua phân biệt ở trên ngôn ngữ văn tự, rồi đến vô lậu giới tự giác địa tự tướng, thấy không? Tức là đạt đến cái chỗ tự giác ở trong cõi vô lậu, thấy không? Tự giác trong cõi vô lậu tức là vượt ngoài cái phạm tình phân biệt, không thuộc vào trong cái sanh diệt hư vọng. Cho nên mới tiếp nói là lìa tất cả hư vọng giác tưởng, không? Rồi tất cả ngoại đạo chúng ma đành cũng chịu thua thôi, không vào trong đó được, không? Cho nên đây gọi là hàng phục tất cả ngoại đạo chúng ma. Ngoại đạo chúng ma làm sao mà vào được trong cái chỗ tự giác tự chứng này được, thì đó là cái chỗ gọi là tự giác tự chứng đầy đủ trí tuệ sáng suốt không thể nghi bàn. Cho nên nói chung á là vượt ngoài ngôn ngữ văn tự suy nghĩ phân biệt, thì đó gọi là cái chỗ tâm thông. Tâm thông là chỗ đó đó, rồi thế nào là tướng thuyết thông? Nghĩa là nói chính bộ giáo pháp, lìa tướng khác chẳng khác có không vân vân, do phương tiện khéo léo tùy thuận chúng sanh, như đáng nói pháp khiến được độ thoát, ấy gọi là tướng thuyết thông. Đại Huệ, ông và các Bồ Tát khác nên phải tu học. Về cái thuyết thông á là thông về giáo pháp, cho nên đây gọi là nói chính bộ giáo pháp nhưng mà lìa tướng khác và chẳng khác và tướng có không. Như vậy tức là sao? Tức là giáo pháp, đây gọi là giáo pháp của sự tự chứng, thấy không? Thì vậy gọi là thuyết thông, thấy không? Tức là thông về giáo pháp nhưng mà là giáo pháp của sự tự chứng đó, chứ không phải mà gọi là gọi là giáo pháp gọi là ở bên ngoài, giáo pháp của sự tự chứng, thấy không? Như vậy là không bỏ phương tiện, thấy không? Nhưng mà cũng không kẹp ở trên phương tiện, cho nên mới nói là thông, thấy không? Cũng thông giáo pháp, thấy không? Nhưng mà không kẹp cái đó, cho nên gọi là thông. Nhờ đó mà mới có thể tùy thuận mà độ thoát chúng sanh, nó không có ngăn ngại, thấy không? Chứ còn nếu mà cứ ra giáo hóa mà cứ nói đến cái chỗ mà gọi là tâm chứng của mình, nó cứ chỗ đó mà nó hoài, nó ai nghe được, phải không? Đó, bây giờ mày
đi tới mấy cái pháp hòa mà giảng mà cứ nói cho kiến tánh không nên mà ai nghe đó. Đó, cho nên cũng phải gọi là tùy duyên, tùy gọi là tùy căn cơ nha. Mà muốn tùy căn cơ thì phải cũng phải thông giáo pháp à. Cho nên cái đường lối mà hòa thượng dạy bên đây là đúng mà, không đúng với Phật không, gọi là tông tông chứ tông, gọi là thiền giáo đồng hành. Thiền tức là tông, giáo là tức là thuyết, thiền giáo đồng hành. Cho nên ở đây nói là lìa tướng khác và chẳng khác có không. Lìa tướng khác chẳng khác, lìa tướng có không, tức là không kẹt ở trên cái tướng phân biệt đối đãi đó. Mà tướng phân biệt đối đãi tức là không kẹt ở trên phương tiện. Đang dùng cái mượn cái phương tiện giáo pháp để mà độ thoát chúng sanh, nhưng mà không kẹt trên đó, cho nên gọi là thông. Thì đây gọi là chính bộ giáo pháp. Nhưng mà đúng ra trong kinh này thường nói sao? 12, phải không? Thường gọi là 12 bộ kinh đó, phải không? Nhưng đây nói chính bộ là sao? Tức là nói chính bộ là nói trong 12, gọi là 12 phần giáo đó, nói gọn là 12 phần giáo. Thì tức là trong mà gọi là giáo pháp đó, thì giống như là nó có 12 cái thể tài của nó, chứ không phải nó 12 bộ đó thành ra chỉ có 12 bộ kinh thôi. Không phải là hiểu rõ đó gọi là 12 phần giáo. Thì trong 12 phần giáo đó, từ cái phần gọi là nhân duyên, luận nghị và thí dụ thì còn lại chính. Thì chỗ này Ngài Hàm Thị Ngài giải thích, chẳng nói 12 bộ đó, nghĩa là các kinh Đại Thừa nói thẳng Đại Pháp chẳng nhờ nhân duyên. Đại Thừa thì nói thẳng vào Đại Pháp thôi, không nhờ nhân duyên. Rồi chỉ bàn cái lý viên mãn dứt các luận nghị, cho nên cũng không có bàn đến luận nghị. Rồi riêng hiển chân thường chẳng đợi thí dụ, tức là hiển thẳng vào cái chỗ lý chân thường, cho nên không có cần thí dụ, nó không gọi là không đợi thí dụ. Cho nên không có ba bộ, xong cũng có đủ ba bộ. Rồi chín bộ kinh này đều là phương tiện tùy cơ hiển bài chỗ vào, chẳng lìa tự tánh, chân tục viên dung độ thoát các kiến chấp, chẳng phải có pháp thật nên nói là thông. Tức là dùng nó nhưng mà không chấp vào nó, không cho nó là pháp thật, cho nên gọi là sao, gọi là pháp thật như chiếc bè đưa người qua sông đó, đưa rồi qua rồi thôi bỏ bè, cho nên gọi là không phải là pháp thật, nó là phương tiện. Như vậy thì không mắc kẹt nó cho nên gọi là thông, còn mắc kẹt thì gọi là trễ. Thì đó gọi là hai thứ, gọi là thuyết thông và tâm thông. Thôi cứ đang đọc tới đây, mời tiếp tới trang 157. Thì khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng: tông thông và thuyết thông chuyên tự cùng giáo pháp, khéo thấy khéo phân biệt, chẳng theo các giác tưởng. Tức là thông cả hai thứ là tông và thuyết, thấy không? Mà thông cả tông và thiết, tức là duyên tự, thấy không? Cùng với giáo pháp, tức là thông cả cái chỗ tự chứng và cái giáo pháp phương tiện, tức là tâm thông là thông vào cái chỗ tự chứng, còn thiết thông là thông cái giáo pháp mà phương tiện. Khéo thấy khéo phân biệt thì chẳng theo các giác tưởng, thông được như vậy cho nên là khéo thấy khéo phân biệt không có ngăn ngại, không tức là không kẹt nên các cái giác tưởng hư vọng, tức là
những cái biết mà theo vọng tưởng phân biệt nó hư dối, thấy không? Thì còn thông được hai cái này đó là thông suốt. Chẳng có tánh chân thật như kẻ ngu vọng tưởng. Thế nào khởi vọng tưởng phi tánh cho giải thoát? Phi tánh tức là chẳng phải tánh, mà cho giải thoát, thấy không? Nghĩa là kẻ ngu á, thì vọng tưởng phân biệt, thấy không? Mà vọng tưởng phân biệt cho nên đều chẳng có cái tánh thật, thấy không? Không có tánh thật mà chỉ là vọng tưởng phân biệt thôi. Như vậy thì ở trong cái hư vọng không thật thì làm sao mà có giải thoát, thấy không? Cho nên rồi dù cho mà có nói là giải thoát nhưng mà chỉ là ngôn ngữ thôi chứ không có thật, tức là chỉ là vọng tưởng vậy thôi. Thì ở đoạn này theo cái bản của Suzuki là không có chân lý trong bất cứ cái gì do người ngu suy tưởng. Ở nơi nào không có thế giới đối tượng thì ở đấy có giải thoát. Tại sao những người suy luận lại không tìm kiếm điều này? Quán sát các hữu vi sanh diệt thải tiếp nối, tăng trưởng hai chấp này thì điên đảo không hiểu biết. Tức là hàng gọi là ngu phu đó, quán sát các pháp hữu vi, nó có sanh có diệt, nó tương tục không dứt, rồi lại chấp vào đó, lại cho là thật có thật không, thành ra cái tà kiến điên đảo, tức là thấy nó có sanh rồi nó có diệt, thì bám vào đó mà phân biệt. Có sanh thì cho là thật có diệt cho thật không, không thành ra cái tà kiến điên đảo chứ không có hiểu biết chân thật, cho nên gọi là điên đảo không hiểu biết. Một ấy là chân đế không tội là niết bàn. Quán sát vọng tưởng đời như mộng quyển cây chuối, tuy có tham sân si mà thật không có người, tự ái sanh cá đắm, có điều như quyển mộng, thấy không? Mà cái chân đế á thì sao? Một đó là chân đế, như vậy thì chân đế á thì không có hai, tức là lìa cái thấy hai đã gọi là chân mà, thấy không? Chân cho nên không có hai, cho nên là một, đó là chân đế. Như vậy thì không có tội nhơ thì ngay đó là niết bàn, thấy không? Quán sát rõ cái vọng tưởng ở thế gian nó đều như là vọng quyển, nhá, thì tức là nó không có cái thật tánh có thể được. Thì trong đó nói gì mà phân biệt thế này thế kia, nhá. Do đó tuy có tham sân si mà cũng thật không có người, nhá. Có tham si mà không, cũng không thật không có người trong đó, tức là không có ngã, nhá. Không có cái ngã thể thật trong đó, nhá. Cũng như tự ái mà sanh ra các ấm thì nó đều là như quyển mộng vậy thôi, ấm tức là thân đang ấm mình đó, thì đó là tự ái mà sanh ra thì nó đều như quyển mộng thôi chứ nó không có thật thể để mà bám chấp. Nhưng mà người ngu nó bám chấp vào đó thành ra là lầm mê. Thì chỗ này theo bản của Suzuki là có một chân lý, đấy là niết bàn. Chân lý ấy không dính dáng gì đến ý, thế giới được nhìn thấy là bị phân biệt giống như một cây chuối thân mộc, một giấc mộng, một ảo ảnh, không có tham, không có sân, không có si, lại nữa không có một cái ngã cá nhân, do khác ái mà khởi sinh các quẩn là những thứ như một giấc mộng, cho nên quán rõ là thấy như mộng thôi, là không có gì để cho mình có thể chấp. Rồi khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, cuối sinh vì nói tướng vọng tưởng chẳng thật,
vọng tưởng chẳng thật vì sao mà sanh? Những gì là pháp tên vọng tưởng chẳng thật? Ở trong những pháp nào mà vọng tưởng chẳng thật? Phật bảo Đại Huệ, lành thay, ông khéo hỏi Như Lai nghĩa như thế, được nhiều lợi ích, được nhiều an lạc, thương xót tất cả người trời ở thế gian. Lắng nghe, khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông mà nói. Đại Huệ bạch Phật, Thế Tôn, lành thay xin vâng tọa giáo. Phật bảo Đại Huệ, do các thứ nghĩa, các thứ vọng tưởng chẳng thật chấp trước, vọng tưởng sanh. Đại Huệ, chấp trước năng nhiếp, sợ nhiếp, chẳng biết tự tâm hiện lượng và rơi vào kiến chấp có không, tăng trưởng vọng tưởng tập khí theo kiến chấp ngoài đạo. Chấp trước các thứ nghĩa bên ngoài, tâm, tâm số, vọng tưởng chấp trước làm ngã, ngã sở mà sanh. Thì đây là Bồ Tát Đại Huệ mới hỏi về cái tướng vọng tưởng chẳng thật. Đã là vọng tưởng chẳng thật thì vì sao mà có sanh? Nên vậy thì có mâu thuẫn chăng? Thì đây tức là ngầm chỉ là nó sanh mà nó cũng không thật sanh đó, vì nó là vọng tưởng chẳng thật mà. Rồi cũng hỏi rõ thêm những cái pháp gì được gọi là vọng tưởng chẳng thật, rồi ở trong những cái pháp nào mà vọng tưởng chẳng thật đó nó sanh khởi. Thì đó là muốn nghĩa là tột cái nguồn của vọng tưởng. Thì theo bản của sư ghi thì cái lời bạch của Bồ Tát Đại Huệ là: bạch Thế Tôn, xin ngài nói cho con nghe. Bạch Đấng Thiện Thệ, xin hãy nói cho con nghe thế nào là sự phân biệt sai lầm. Tức là cái vọng tưởng thì trong cái bản này dịch là sự phân biệt đó. Bạch Thế Tôn, xin ngài nói cho con nghe cái như thế nào, gì, tại sao và ai về sự phân biệt sai lầm mà khi phân biệt này khởi lên và tiếp tục thì nó tạo thành cái gọi là sự phân biệt sai lầm, tức là cái từ phân biệt sai lầm thuộc vào loại suy nghĩ nào. Thì Đức Phật đáp: do các thứ nghĩa, các thứ vọng tưởng chẳng thật mà chấp trước cho là thật, thành ra vọng tưởng sanh, chứ không có gì khác. Tức là không thật mà chấp thật. Cái không thật mà vọng chấp cho là thật, thì như vậy là thành ra vọng tưởng sanh. Mà sanh vậy đó, tức là sanh ở trong cái hư vọng. Tức là gọi là vọng sanh. Cho nên là sanh mà cũng là sanh trong cái hư vọng thôi, chứ không phải thật sanh. Nhưng mà chúng sanh á thì lại mê, lại cho là thật sanh, rồi diệt cũng cho là thật diệt, cho nên thành khổ. Phải không? Gọi là thích sanh mà sợ diệt, phải không? Đó thành khổ. Còn thấy rõ, có Bồ Tát trí tuệ thấy rõ nó sanh không thật sanh thì diệt cũng không thật diệt luôn. Rồi sâu hơn bước nữa là chẳng có rõ biết nó vốn là từ tự tâm hiện chứ không có cái thật tánh, rồi lại chấp vào cái gọi là năng nhiếp, sở nhiếp. Tức là chấp thật có cái pháp của bên ngoài đó, thành ra rơi vào cái kiến chấp là có là không. Mà đã chấp vào cái có không á thì càng đi xa mất gốc thêm nữa, tức là tăng trưởng cái gọi là cái tập khí vọng tưởng. Nó thành ra nghĩa là cái tập khí nó lại đậm thêm nữa. Như vậy tức là tăng trưởng cái tập khí vọng tưởng theo cái kiến chấp ngoại đạo, là chấp trước vào các cái thứ nghĩa ở bên ngoài. Chấp trước là những cái thứ nghĩa ngoài, tức là ngoài tâm mà cho là thật có pháp đó. Như vậy thì thấy đó là thật, cho nên mới khỏi vọng tưởng chứ gì. Cho nên mình bây giờ sẽ dĩ vào phân biệt cái này kia rồi vì thấy nó thật, thật cho nên mới khỏi phân biệt. Chứ còn rõ nó là
không cần phép đâu, thì có vô phân biệt là yêu là ghét là hơn là thua, vâng vâng, phải không? Rồi lại ở trong cái pháp tâm tâm số, tâm tâm số tức là tâm tâm sở đó, phải không? À, tức là tâm vương và tâm sở mà vọng tưởng lại chấp trước, phải không? À, thật có ngã, ngã sở, phải không? À, thì cũng đều là hư vọng mà sanh. Như vậy là cũng từ cái hư vọng, phải không? Mà sanh, sanh trong cái hư vọng thôi, giống gì hết. À, vậy thì gốc là chẳng giác biết được cái tự tâm hiện tượng mà chấp vào các pháp ở bên ngoài, ha, cho nó là riêng thật có, ha, từ đó mà vọng tưởng phân biệt sanh. À, thì như vậy cái sanh đó là sanh trong cái hư vọng, à, cho nên cũng gọi là vọng sanh. À, rồi đại huệ bạch Phật Thế Tôn, nếu các thứ nghĩa, các thứ chấp trước, vọng tưởng chẳng thật mà vọng tưởng sanh, chấp trước nhiếp sợ nhiếp, chẳng biết tự tâm hiện lượng và rơi vào kiến chấp có công, tăng trưởng vọng tưởng tập khí theo kiến chấp ngoại đạo, chấp trước các thứ nghĩa bên ngoài, vọng tưởng tâm tâm số, chấp trước ngã ngã sở sanh. Thế Tôn, nếu như thế thì các thứ nghĩa tướng bên ngoài rơi vào tướng có công, lìa tánh và phi tánh, lìa kiến tướng. Thế Tôn, đệ nhất nghĩa cũng như thế, lìa tướng lượng căn phần thí nhân. Thế Tôn, vì sao một chỗ thì nghĩa vọng tưởng chẳng thật, các thứ tánh chấp trước vọng tưởng sanh, chỗ thì chẳng phải chấp trước tướng đệ nhất nghĩa vọng tưởng sanh? Đâu không phải Thế Tôn nói về tài nhân lượng sao, nên nói một sanh một chẳng sanh? Đây Bồ Tát Đại Huệ là để mà ngăn ngừa cái thấy theo cái phân biệt mà hiểu lầm vọng tưởng một bên sanh một bên chẳng sanh đó, cho nên mới hỏi kỹ lại. Tức là theo nghĩa Phật nói á, thì chẳng giác biết tự tâm hiện lượng, cho nên chấp vào các thứ nghĩa bên ngoài, nó vốn là chẳng có cái thật tánh, nó không có thật tánh, tức là nó vốn nó cũng lìa cái tánh và phi tánh, lìa tánh phi tánh, tức là nó cũng lìa có và không, mà theo đó lại sanh vọng tưởng. Tức là nó là vốn là không có thật tánh, rồi nó cũng vốn là lìa tánh có không, mà theo đó sanh vọng tưởng. Còn để ý nghĩa thì cũng vậy, để ý nghĩa thì lìa cái tướng gọi là lượng căn phần thí nhân. Thí nhân tức là những cái gọi là tỷ lượng, căn giác và cái gọi là tâm nhân vụ thuộc trong nhân minh lượng đó, để ý nghĩa thì cũng lìa những thứ đó, nó thuộc về cái gọi là cái phương cách lý luận, thấy không? Như vậy thì cũng là lìa phân biệt có không. Như vậy thì vì sao á, ở đây á, thì là chẳng sanh vọng tưởng, còn ở kia thì gọi là sanh vọng tưởng. À, như vậy thành gọi là cho nên ngồi này ngày mới gặp lại như vậy thành đó, một sanh một chẳng sanh hay sao, thấy không? Tức là cùng là không thật tánh, lìa có không, một bên á thì sanh vọng tưởng, một bên thì chẳng sanh vọng tưởng, như vậy là sao? Đó là cái ý ngày Đại Huệ ngày gạn lại, tức là ngầm chỉ cho rằng giác tự tâm hiện lượng, thì ngay đó, tức là ngay cái thế đế, tức là đệ nhất nghĩa đế, chứ không phải ngoài thế đế mà riêng có đệ nhất nghĩa đế, nhưng mà người mê thì phân biệt thấy dường như là có hai. Chứ không phải là Phật nói vậy thành ra là bên sanh bên không sanh, mà như vậy đi ngầm chỉ rằng ngay sanh tức là chẳng sanh, chứ không phải là một bên sanh bên chẳng sanh. Thì Phật bảo Đại Huệ, chẳng phải vọng tưởng một sanh một chẳng sanh. Vì sao? Vì cớ sao? Nghĩa là vì vọng tưởng có không đều chẳng sanh,
mà bên ngoài hiện tánh phi tánh, giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh. Đại huệ, ta nói những kẻ ngu vì tự tâm các thứ tướng vọng tưởng, sự nghiệp hiện tiền các thứ tánh tướng vọng tưởng chấp trước sanh, làm sao kẻ ngu được lìa chấp trước ngã ngã sở, lìa lỗi nhân duyên năng tác sở tác, giác tự tâm lượng vọng tưởng của mình, thân tâm chuyển biến cứu cánh, hiểu rõ tất cả địa cảnh giới Như Lai tự giác, lìa năm pháp tự tánh sự kiến vọng tưởng. Do nhân duyên này nên ta nói vọng tưởng từ chấp trước các thứ nghĩa chẳng thật sanh, biết nghĩa như thật được giải thoát các thứ vọng tưởng nơi tự tâm. Tức là đây là Phật xác định rõ chẳng phải vọng tưởng là một sanh một chẳng sanh, thành ra giống như là có hai tánh mà chính là ngay khi sanh tức chẳng sanh. Ý nghĩa là chỗ đó, nghĩa là vọng tưởng có không thì nó cũng đều vốn không thật có cái tánh sanh. Vậy thì ngay đó tức là chẳng sanh rồi, vì nó không thật có tánh. Vậy thì ngay sanh tức là chẳng sanh rồi, vì nó chỉ là gọi là tự tâm hiện thôi, mà lại mê đó, thì nó hiện thành có tánh không tánh. Mê thì nó hiện thành giống như là có tánh không tánh, thành ra là vọng có sanh, thì sanh đó gọi là vọng thôi. Còn giác tự tâm hiện tượng thì ngoài tâm không riêng có pháp thật thể hiện, tức là không có pháp thật. Như vậy thì bám vào đâu mà gọi là có tánh không tánh, bám vào đâu không biết có tánh không tánh. Như vậy thì ngay đó thì tức là vọng tưởng hết còn chỗ bám để sanh, chứ không phải là riêng có một cái chẳng sanh nào khác nữa. Hiểu và hiểu cho nó thấu đáo như vậy. Tức là gọi là mê tự tâm hiện lượng á, thì ngay đó là vọng sanh, còn giác tự tâm hiện lượng thì ngay đó là vô sanh, chứ không có gì khác hết, chứ không phải là một bên sanh một bên chẳng sanh. Tức là không phải như là kẻ ngu rồi thấy các pháp nó hiện tiền cho là thật có, tức là thấy các pháp là hiện tiền đó, hiện tiền tức là như vậy là thật có, thật có mà thật có tức là có sanh, tức là sanh vọng tưởng chấp trước, rồi mượn cái lý nói là không, tức là thấy nó là thật có rồi, rồi cái mượn cái lý nói là không cho nó là chẳng sanh, nhưng mà làm sao mà chẳng sanh được, đó. Tức là đã bám chấp cho là có rồi lý luận mượn lý nói là chẳng sanh thì cái đó cũng là vọng thôi. Cho nên đây Phật mới kết lại, ta nói vọng tưởng là từ chấp trước các thứ nghĩa chẳng thật mà sanh, tức là do chấp trước các thứ nghĩa chẳng thật mà sanh, cho nên đó gọi là vọng tưởng sanh, thì sanh đó cũng là vọng sanh. Còn biết cái nghĩa như thật thì được giải thoát các thứ vọng tưởng nơi tự tâm, thì ngay đó là vô sanh. Tức là chấp trước các thứ nghĩa chẳng thật thì sanh, còn biết nghĩa như thật thì được giải thoát là vô sanh. Như vậy thì sao? Thì ngay đó tức là ngay sanh nó tức là vô sanh chứ gì nữa, nghĩa là biết cái nghĩa như thật thì ngay đó liền giải thoát chẳng sanh, thì làm sao mà nói là một bên sanh một bên chẳng sanh được. Hiểu là phải hiểu cho nó thấu đáo như vậy. Thì ngài Hàm Thị ngài bảo không biết chỗ chấp của ngoại đạo cùng với chỗ nói của thánh giáo, tuy tất cả tánh tướng nó thải đều không thể được các cái kiến chấp chống lìa, song do giác tự tâm hiện lượng thì tất cả đều dứt cùng chẳng giác tự tâm hiện lượng, mà cho là tất cả đều không thể được
thì thật là sai họ đi cách xa ngàn dặm, thấy không? À, tức là người mà giác được tự tâm hiện tượng đó, thấy không? Thì ngay đó là chống lìa, lìa phân biệt, chống lìa phân biệt, cho nên ngay đó là chẳng sanh. Còn chẩm giác tự tâm hiện tượng, rồi mượn cái lý, cứ nói là tất cả đều không, không thể được, thì cái đó chỉ là vọng nói thôi, cho nên đó, cho nên đây ngài nói là như vậy, là giống như sai hào ly thì cách xa ngàn dặm. Theo bản của Sư Kỳ thì Phật bảo như thế này: này Mahavati, làm sao mà người ngu và kẻ sơ trí có được một sự thông hiểu về chính cái tâm mà họ phân biệt, và có thể thấy mình thoát khỏi ý niệm về một cái ngã và những thứ thuộc về ngã, tức là ngã và ngã sở, và cũng thấy mình thoát khỏi cái quan niệm sai lầm về nhân và quả. Lại nữa, làm sao họ có thể nhận ra rằng không có gì ngoài chính cái tâm và có thể gây nên một sự đột biến trong chỗ thâm sâu nhất của tâm thức, thấy không? Làm sao họ có thể có cái nhận thức rõ ràng về tất cả các cấp độ tức là các địa đó, và đạt được sự tự chứng tự nội của chư Như Lai là sự tự chứng vượt lên năm pháp, ba tự tính và ý niệm về thực tính, cũng như vượt khỏi sự phân biệt, thấy không? Tức là tức là vượt lên những cái thấy gọi là cho là có thật tánh các pháp, thấy không? Thì đó là cái chỗ mà gọi là Phật dạy để cho thấy rõ cái người mê là không có giác được cái tự tâm hiện, thấy có thật pháp bên ngoài rồi theo đó mà phân biệt là có là không thì đều mắc kẹt hết, thấy không? Còn giác rõ thấu được cái chỗ tự tâm hiện lượng đó thì thấy rõ các pháp không bên ngoài tâm mà chưa có, cho nên là không có chấp có thật pháp bên ngoài, mà không chấp thật pháp ngoài thì lìa các phân biệt có không, không không thật có thì nói gì có nói gì không, là thì ngay đó lìa phân biệt. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: các nhân cùng với duyên từ đây sanh thế gian, vọng tưởng chấp tứ cú chẳng biết rành ngã sở, không? Đức Phật nói rằng từ nhân duyên mà sanh các pháp thế gian, không? Thì cái đó là trong kinh Phật cũng có nói, không? Các pháp hoặc nhân duyên sanh đó, không? Từ nhân duyên mà sanh các pháp thế gian, nhưng mà đó là ngầm chỉ nó sanh là không thật có cái tánh sanh, cho nên mới gọi là nhân duyên sanh. Mà cái người ngu á thì chẳng biết, lại chấp theo cái lời nói đó rồi vọng phân biệt, thành ra có bốn câu, không? Tức là phân biệt là thật có sanh, không? Rồi phân biệt thật có được rồi cho là thật không, thì cái đó là kẹt ở nơi lời mà chẳng rõ được ý của Phật nói, không? Tức là mượn lời nói của Phật mà biện hộ cho cái chấp của mình, đó, thì cái đó là cái lầm lẫn. Thế gian chẳng có sanh, cũng lại chẳng không sanh, chẳng từ có không sanh, cũng chẳng phi có không, không? Đây là lìa bốn câu phân biệt về sanh, tức là có sanh, không sanh, cũng có sanh, cũng không sanh, chẳng phải có sanh, chẳng phải không sanh, không? Thì đây là lìa hết, ngầm chỉ nó là vô sanh, chung gì hết. Các nhân cùng với duyên, tại sao ngu vọng tưởng chẳng có cũng chẳng không, cũng lại chẳng có không, như thế quán thế gian tâm chuyển được vô ngã, không? Thì các pháp là thuộc về nhân duyên sanh,
mà thuộc gì nhân duyên sanh á, tức là nó không thật có cái tánh sanh, nó hiểu rõ là như vậy. Thì tại gọi là ngu là ở trong đó mà lại vọng tưởng phân biệt, tức là người ngu lầm ở trong đó, rồi cái vọng tưởng phân biệt thì đều là lầm cả. Sự thật nó là chẳng phải có, cũng chẳng phải không, cũng chẳng phải là chẳng có chẳng không luôn, tức là chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không, tức là nó lìa mọi cái phân biệt. Nếu mà đúng như thế mà quán thế gian á, thì chuyển thành cái trí vô ngã. Quán thế gian mà đúng như vậy đó mà quán, thì thành tựu được cái trí vô ngã, thì lìa cái phân biệt có không. Tất cả tánh chẳng sanh vì bởi từ duyên sanh. Nhớ kỹ ha, tất cả tánh chẳng sanh vì bởi từ duyên sanh. Tất cả duyên tạo ra thì tạo ra chẳng tự có, sự chẳng tự sanh sự. Quý nhớ không, sự chẳng tự sanh sự vì có lỗi hai sự, sự tức là quả đó. Vì không lỗi hai sự thì chẳng có tánh khác được, tức là chẳng có tánh khác mà có được đó, thấy không? Như vậy thì tất cả pháp nó vốn là chẳng sanh, thấy không? Lẽ thật nó là như vậy, chứ không phải là làm cho nó chẳng sanh. Nó ghi nhớ, cái chỗ này là chỗ mà dễ làm đó, thấy không? Tức là tất cả các pháp đó là tánh của nó vốn là chẳng sanh, thấy không? Mà chỉ là chúng sanh là mê, là vọng sanh thôi, vọng thấy sanh, chứ không phải là thật có sanh. Cho nên tuy sanh mà nó vốn là chẳng sanh, vậy thì mình không phải là làm cho nó thành chẳng sanh, thấy không? Còn hiểu theo kiểu mà đối đãi đó thì dẹp cái sanh để thành vô sanh, thấy không? Phải không? Dẹp cái sanh để thành vô sanh, mà dẹp cái sanh để thành vô sanh đó thì sao? Thì cũng thành sanh. Thì cũng thành sanh, thì cũng nằm trong cái thấy sinh diệt, chưa rời được cái thấy sinh diệt. Nhớ kỹ. Cho nên bởi vì nó là từ duyên sanh, từ duyên sanh. Duyên sanh tức là nó không có tánh sanh, thì vậy là không phải phá hoại cái sanh. Duyên sanh mà, duyên sanh tức là nó đủ duyên á, thì nó cũng sanh, chứ mình không thể bộ về mà gọi là phá hoại cái sanh luôn, ha. Mà nếu phá hoại cái sanh thì thành ra phá hoại pháp, là thành ra cái thấy đoạn kiếm, ha. Cho nên thuộc ngoại đạo, cho nên mình đây mình phải hiểu cho kỹ đó. Đã từ duyên sanh đó thì tất nhiên nó không phá hoại cái sanh, ha. Tức là không phải hoàn toàn không, ha. Nhưng đã là duyên tạo ra thì tức là phải đợi duyên mới có, mà đợi duyên có thì chẳng phải là tự có, không phải tự có mà nói là cái quả của từ cái nhân, tức là nó là cái quả của từ cái nhân và duyên, là từ nhân duyên mà nó có, thấy không? Sanh thì nó là cái quả của từ cái nhân và cái duyên. Quả cho nên trong bản này thì gọi là sự, sự tức là quả đó. Như vậy thì cái quả đó nó chẳng tự sanh quả, cho nên gọi là sự chẳng tự sanh sự, sự chẳng tự sanh sự. Cái quả nó không tự sanh ra quả vì nó có lỗi, sao quả mà sanh ra quả thì thành có lỗi, là có hai cái quả này sanh cái quả kia, thành ra hai cái quả, cho nên gọi là không có sự sanh sự đó, vì có lỗi thành ra hai sự. Mà đã không có hai quả thì chẳng có cái tánh khác có thể được, nó không có hai cái quả thì không có cái tánh khác, tức cái này khác cái kia,
à, tức là không riêng có cái tánh sanh, nó chưa rõ là không có cái tánh sanh, hiểu không? À, thì đó là phá cái thật có tánh sanh, đây gọi là phá cái chấp là thật có tánh sanh đó. Tánh khác tức là tánh tánh sanh đó. À, thì theo bản của sư đi thì đoạn này là tất cả các sự vật là bất sinh vì chúng được sinh ra từ nguyên nhân. Không? Cái gì sinh ra từ nguyên nhân thì cái ấy là một kết quả, và không có gì được sinh ra từ một kết quả cả. Không? Không có một kết quả nào sinh ra từ một kết quả. Nếu ông xác nhận điều này thì ông phạm vào lỗi về hai kết quả, và hai kết quả thì không thể chấp nhận được, cho nên không có sự hiện hữu nào là do một kết quả cả. Tức là do cái quả này mà sanh ra quả kia, thành ra hai cái quả, thì không có chuyện đó. Rồi quán các pháp hữu vi, lìa phan duyên sở duyên, không tâm lượng của tâm. Ta nói là tâm lượng. Những cái chỗ này thì nó hơi cô động, khó hiểu nè. Quán các pháp hữu vi, nó lìa phan duyên và sở duyên, tức là năng duyên, sở duyên đó. Không tâm lượng của tâm, thì ta nói là tâm lượng. Tức là quán rõ các cái pháp hữu vi á, nó vốn là lìa năng duyên sở duyên, tức là lìa năng sở, không? Mà lìa năng sở tức là nó không có thật tánh để duyên, không có năng duyên sở duyên, không? Tức là không có, nó quán các pháp nó không có cái thật tánh để duyên, thì tức là không có chỗ để cho tâm duyên. Đây nói là không tâm lượng của tâm, không? Mà không tâm lượng của tâm, không có chỗ để tâm duyên được, tức gì không? Tức tâm mà vô tâm. Tức tâm mà vô tâm thì chính đó là cái nghĩa tâm lượng mà Phật nói. Thì tâm lượng tức là không thật có pháp ở bên ngoài tâm, chỉ là tự tâm hiện lượng thôi. Giờ lượng ấy chỗ tự tánh, duyên sanh cả hai lìa, tánh cứu cánh diệu tịnh, ta nói là tâm lượng. Cái lượng ấy, cái lượng ấy ở cái chỗ tự tánh, thì duyên sanh cả hai thứ đều lìa, tánh nó là rốt ráo diệu tịnh, thì ta nói là tâm lượng. Nghĩa là ở đây là cái thể của tâm lượng ấy nó vốn là lìa cả hai thứ năng duyên và sở duyên. Thì ngay đó nó rốt ráo là thanh tịnh, không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là diệu tịnh. Nó vắng bạc cả tâm và cảnh. Tức là nó lìa cái phân biệt cái tâm có cảnh đó, cho nên gọi tâm lượng là như thế. Tức là nó lìa cái phân biệt đây kia, cho nên hiểu rõ nghĩa tâm lượng đó, thì trừ cái phân biệt đó. Rồi lập bài ngã thế đế. Thế đế tức là thuộc về thế tục đế đó, tức là cái thuộc về cái chân lý của thế tục, hay là chân lý tương đối. Thì vậy lập bài ngã thế đế ấy là không sự thật. Lập bài các ấm thân không sự cũng như thế. Tức là theo thế đế mà lập bài có ngã thì đó cũng là giả lập, chứ nó không có cái tánh thật ở trong đó. Không? Tức là theo thế gian á, thì gọi là phương tiện, không? Mà lập bài cũng nó ngã, nhưng mà nói đó là gọi là sao, là giả lập thôi chứ không phải thật có, không? Nên nhớ kỹ, không? Tức là theo trong cái thế, gọi là thế gian, không? Thì phổ thông thì gọi là tạm lập bài có ngã đây, mà gọi là mình nói chuyện với nhau thôi. Chứ không có thật. Cho nên gọi là giả lập bài có ngã, rồi cũng giả lập bài các cái ấm thân cũng vậy, chỉ là giả lập thôi chứ không có cái tánh thật ở trong đó. Cho nên là trong kinh thì Phật cũng phân biệt là có năm ấm rồi đó, thọ sắc thọ tưởng hành thức rồi đó,
thì cái đó cũng là gọi là giả lập, chứ không phải là thật có ngã trong đó. Như vậy thì nếu hiểu rõ vậy đó thì liền thấy rõ là ngã pháp đều không, không thật có, tức là không còn chấp thật có ngã, thật có pháp. Có bốn thứ bình đẳng, tướng và nhân tánh sanh. Thứ ba, vô ngã đồng. Thứ tư, người pháp tu. Đây nói về bốn thứ bình đẳng. Một là tướng, hai là nhân tánh sanh, ba là vô ngã đồng, bốn là người và pháp tu. Tức là nói cho rõ hơn á, bốn thứ bình đẳng là một là tướng cùng với vô tướng bình đẳng, tướng với vô tướng bình đẳng. Hai là nhân sanh cùng với cái quả được sanh bình đẳng, rồi ba là ngã cùng với vô ngã bình đẳng, bốn là người tu và pháp tu bình đẳng, đó gọi là bốn thứ bình đẳng. Thì ở chỗ này ngài có giải thích thêm là tướng, tức là tướng năm ấm. Tướng là chỉ cho cái tướng năm ấm. Năm ấm nó không thật thì cái tướng cùng vô tướng bình đẳng. Rồi tướng thì ắt là có nhân. Nhân đó là tập đế trong tứ đế, là cái sanh nhân của năm ấm. Tức là năm ấm là cái quả, còn cái nó là cái sanh nhân. Nhưng mà cái quả tướng đã là dối thì sanh cùng với vô sanh cũng bình đẳng. Rồi nhân quả sanh nhau thì đủ có nghĩa ngã nhân. Thì đủ có nghĩa ngã, tức là cái nhân quả nó có sanh nhau thì đủ có cái nghĩa ngã. Nhân quả chẳng sanh thì ngã cùng vô ngã bình đẳng. Rồi rõ ngã chẳng phải ngã, gọi đó là tu. Rõ không có cái bị rõ tức là rõ thấu đó, là liễu đó, nghe không? Như thầy rõ thấu được ngã, chẳng phải rõ thấu được ngã, nó là chẳng phải ngã thì gọi đó là tu chứ gì nữa. Rồi rõ thấu được không có cái bị rõ thì tu cũng không tu bình đẳng. Đó, cho nên đó gọi là bốn thứ bình đẳng, nghe không? Vọng tưởng tập khí chuyển, có các thứ tâm sanh, cảnh giới hiện bên ngoài, ấy tâm lượng thế tục. Thấy không? Đây vọng tưởng, cái vọng tưởng tập khí chuyển á, thì có các thứ tâm nó sanh ra, rồi cảnh giới nó hiện ra bên ngoài, thì ấy gọi là cái tâm lượng thế tục. Thấy không? Thì ở đây chỉ cho cái tâm lượng thế tục là sao? Tức là do cái tập khí vọng tưởng phân biệt nó chuyển. Từ cái tập khí phân biệt đó mà đây gọi là tập khí vọng tưởng phân biệt nó chuyển mà có các thứ tâm nó sanh khởi. Nếu mà không có tập khí vọng tưởng phân biệt thì tâm nó không có khởi, mà đã từ tập khí vọng tưởng phân biệt chuyển mà nó có các thứ tâm sanh khởi thì nó cũng là vọng khởi vậy thôi. Rồi theo đó mà có các thứ cảnh giới hiện ở bên ngoài để cho tâm nó dương theo thì cũng là vọng hiện. Cho nên là rốt ráo cũng không ngoài duy tâm. Nói vậy ra để rõ là cũng đều là duy tâm thôi, chứ không thật có pháp. Hiện ngoài mà chẳng có, tâm thấy các thứ kia dựng lập làm thân tài, ta nói là tâm lượng. Tức là tuy có hiện ra bên ngoài đó, thấy nó rõ ràng đó, thấy không? Nhưng thật là chẳng có cái tánh hiện, nó chỉ là vọng hiện thôi, gọi là duy tâm hiện, cho nên gọi là vọng hiện thôi, thấy không? Rồi tâm thấy các thứ hiện ra đó, tức là nó duyên theo đó mà nó diễn lập, có căn thân, có trần cảnh, có trong, có ngoài, thì đó cũng không ngoài tâm mà riêng có. Cho nên người giác được tự tâm hiện á thì hết làm theo các thứ kia, thì đó là trừ vọng tưởng. Lìa tất cả các kiến và lìa tưởng sở tưởng, không được cũng không sanh, ta nói là tâm lượng.
tức là giác được cái tâm lượng á, thì cũng lìa các kiến chấp, hiểu không? Vì không thấy có một cái pháp thật nào ở ngoài tâm hết, thì chấp cái gì đây? Không thấy có pháp thật ngoài tâm, thì gọi là chấp cái gì? Cho nên cái giác được tự tâm hiện tượng đó là cái trọng yếu, không? Trừ được các cái kiến chấp phân biệt, rồi cũng lìa cái năng tưởng, sở tưởng, không thấy có cái gì thật được, cũng không thấy có cái gì thật sanh, mà rốt ráo chỉ là hiện lượng của tâm chứ không gì khác, giống như bóng trong gương này thôi, thì không thấy là thật có thật không gì, chứ không theo đó phân biệt. Phi tánh, tánh phi tánh thải lìa, gọi kia tâm giải thoát, ta nói là tâm lượng, đây là tâm giải thoát, lìa cả cái thấy thật có tánh và chẳng phải tánh, tức là cũng là gọi là cái vọng tưởng phân biệt đó, nếu là tâm giải thoát, tâm giải thoát thì lìa cả cái thấy thật có tánh và chẳng phải tánh, tức là thật có thật không, không có chỗ để mà trói buộc, bởi vì thấu suốt nó chỉ là hiện tượng của tự tâm vậy thôi, thì không có gì mà để mà dính được hết, giống như cái bóng trong gương thì gọi là nó trói ai, bóng mà đâu có tánh thật mà trói, nhưng mà người ngu cũng bị trói. Cho nên đó gọi là ngu, nó không có, nó là cái bóng mà lại bị nó trói, không? Thì mình chúng sanh đây cũng vậy đó, bị những cái bóng mà vọng tưởng, nó trói vậy thôi. Như cùng không tế niết bàn và pháp giới, các thứ thân ý sanh, ta nói là tâm lượng, không? Như không tế niết bàn pháp giới, đó là gọi là chỉ cho cái chỗ tột lý chân thật, không có sanh diệt, không tế tức là mé không đó. Rồi niết bàn pháp giới đều là chỉ cho cái chỗ chân thật không sanh diệt. Rồi các thứ ý sanh thân thì cũng là cái diệu dụng, nó vượt ngoài cái tạo tác sanh diệt, nên là thân mà gọi là thân thuộc về ý sanh đó, cho nên nó không thuộc về cái thân tạo tác sanh diệt. Vậy thì tóm lại á, là tột cái cội nguồn vọng tưởng phân biệt, giác trở lại thì chỉ là tự tâm hiện tượng, còn ngoài tâm thì không riêng có pháp thật gì để được hết, mà giác được như vậy đó, cho nên xa lìa tất cả phân biệt, đối đãi có không hai bên, không kẹt ở trong ngôn ngữ văn tự, thì đó là cái chỗ giác ngộ chân thật, giác ngộ chân thật là đến chỗ đó, đó là cái bài kệ trùng, gọi là trùng tuyên.